Con cảm tạ Chúa, con cảm tạ cha, con cảm tạ cộng đoàn. Dạ thưa cha, con bỏ Chúa năm nay là 15 năm. Mới lên là con bỏ Chúa 15 năm, con bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ năm nay con 39 tuổi cha. 39 bỏ Chúa 15 năm, vậy là năm 24 tuổi, 24 tuổi đã bỏ Chúa. Rồi, nhờ đâu mà sau bao nhiêu năm? 15 năm con được ơn quay trở về, nhờ đâu mà con sẽ quay trở về sau 15 năm con bỏ Chúa? Dạ thưa cha, con rất nhiều tội lỗi cha. Không bỏ Chúa từ khi con đi lấy chồng, chồng con ngồi dưới kia, chồng con tìm chồng con là người bên nương, lại là con trưởng, thì gia đình con là không đồng ý, con thì ở họ lẻ, cả làng chỉ có 5-7 người bên đao cha. Thế là con bỏ Chúa, con theo chồng con, Chúa rất thương con. Đến khi chồng con năm 2016 chồng con bị bệnh sơ gan và bệnh tiểu đường nặng cha, viện bó tay. Thì chồng con được Chúa thương, con cũng cầu nguyện và con xin khấn ở tại giáo điểm Thanh Giã và ở ngoài Bắc, cha con ở ngoài Bắc. Thì chồng con cũng được gặp thầy gặp thuốc, gọi là 4-5 chỗ cha. Thì chồng con cuối cùng bây giờ chồng con được khỏe, thì chồng con cũng ngồi đây và đi cùng con. Thì mà anh lên đây, anh lên đây. Rồi chúng ta cho mình chồng có tay, mời anh lên đây. Hallelujah. 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 Rồi mời anh bạn lên đây. Nào, con tên là gì? Con Hoàng Văn Lam ạ. Con năm nay 39 tuổi. Con theo đạo gì? Con đạo Phật ạ. Rồi con được con bị bệnh gì? Con bị sơ gan, teo toàn bộ gan, sơ cứng gan ạ. Và tiểu đường. Rồi bây giờ con đã được Chúa chữa lành như vậy, con có tin vào Chúa hay không? Con tin ạ. Và hôm nay là con đến giáo điểm tin mừng này là một người ngoại đạo mà đã được ơn Chúa chữa lành như vậy, thì con cảm thấy thế nào khi mà con với vợ con đến đây? Con đến đây con rất vui vì cộng đoàn rất đông, ngày hôm qua con dự ba thánh lễ của cha. Đây. Ai có đạo hôm qua đi ba lễ giơ tay. Đấy, thử nghĩ coi, ta đoàn mà chưa đứa nào giơ tay chứ đừng có nói, mà sơ chưa giơ tay chứ đừng có nói. Còn tôi phải làm lễ, tôi không cách nào khác. Thì anh chị em thấy rõ ràng là một người ngoại đạo nha, mà vợ vì lấy chồng không có đạo cho nên là bỏ Chúa 10 năm. Mà hôm nay là anh ấy được ơn chữa lành như vậy, anh quay về với giáo điểm tin mừng này để làm chứng và tạ ơn Chúa. Mà ngày hôm qua ngày Chủ nhật đi ba lễ, anh chị em nghĩ thử coi, người tôn giáo của mình đi một lễ kêu chạy lâu quá, người tôn giáo mình đi tới lễ thứ hai chạy mệt quá, người tôn giáo mình đi lễ thứ ba trời còn đói quá, có không? Đấy, anh đi lên ba lễ anh thấy thế nào, nói to lên cho người tôn giáo nghe. Thưa cha, con rất vui ạ. Bởi vì con chưa dự cái thánh lễ là ba thánh lễ liền như thế này. Thế rồi bây giờ thì khi mà chồng con đã được ơn chữa lành như vậy thì con quyết định như thế nào? Sau 10 năm con bỏ Chúa thì con quyết định như sao? Dạ thưa cha, tất cả cuộc đời này con không bao giờ bỏ Chúa cha. Khi mà chồng con ốm con nhiều tội lỗi lắm, mẹ chồng con đi xem thì chồng con toàn là có ngày sắp chết thôi cha, con cũng đi xem bói. Con xem cũng nói như thế, con cũng làm lễ cho. Nhưng cuối cùng chồng con cũng vẫn ốm. Thì khi có bá ở gần nhà, bá ấy bảo bá vào cha Long. Lúc đấy con chưa biết cha là ai cả. Thì con cũng gửi luôn, con bảo là con thưa bá gửi cầm cho con gửi luôn cho bá đấy gửi lễ cho chồng con. Thì khi chồng con vào thì con cũng ở nhà con cũng chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Cách đây có hơn một tháng cha, có một cô hàng xóm, cô là người bên đạo, cô cho con biết cái đài của cha. Thì từ đấy con nghe ngày đêm con ôm đài con nghe, và con nghĩ Chúa rất chi là thương vợ chồng con. Bởi vì chồng con là bệnh hiểm nghèo, con nghĩ là con mất chồng, nhưng đến giờ này chồng con vẫn còn đứng bên cạnh con là Chúa thương. Gần đây trước khi con đi ba ngày, trước khi con đi một tháng, mất bìa, máu mất bìa. Trước khi con vào đây, con đặt vé trước một tháng cha, thì con áo ước ở gần cha. Và con đến đây, con đứng ba ơn.
Thứ nhất là trước khi đi 10 ngày, nhà chồng con rất khi đau ở vành sau tai, thì con nhắn tin cho cha. Cha nhận lời, cha bảo cha cầu nguyện cho, thì sáng hôm sau chồng con khỏi. Thế đến 3 ngày sau thì con gái của con 12 tuổi, thì nay bị đau hết một bên hàm. Con không ăn, không uống được, con kêu đau, thì con cũng bảo để mẹ xem có phải bị quay bị không. Thì đến 1 giờ đêm, con bán hàng, con kiểm hàng, con mới này ngồi dậy, con nâng côi, con cầu nguyện. Thì sáng hôm sau con lại khỏi. Còn bản thân con thì bị dị ứng 7 tháng nay, không một ngày nào không lên toàn thân, bị dị ứng ạ. Thế mà con cứ lên toàn thân, người con nổi mày đai chà. Thế nhưng mà từ hôm qua con vào, con có mang thuốc theo thì con cũng phải uống một liều. Thế đến hôm nay con cầu nguyện cùng cha và cộng đoàn thì hiện ra ngày hôm nay con chưa bị lên một tí nào. Con cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót đầy mời anh. Anh rước lấy Chúa về nhà, có rước Chúa về nhà được không? Con có. Anh có dám làm bàn thờ Chúa trong nhà không? Con sẽ tôn trọng ảnh Chúa. Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi cầm cao lên, cầm cao lên. Rồi hai vợ chồng cầm đấy. Máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chúng con biết cách lần chuối. Và đây là chàng chuối bên tôi, chàng chuối lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. À, thưa anh chị em, đây anh chị em nhìn cái tay, thì con đưa tay. Con biết con đeo gì được? Chàng chuối nhân tôi 10. Thưa anh chị em, thời gian tôi không tặng cho anh vì tôi thấy anh là người đã đeo chuối trước chị ấy rồi. Hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Con nói một câu, và con có cô mơ ở gần nhà này, người bên đạo đã mua vé cùng đi với con. Hiện nay cô đang bị ung thư vú di căn, có mẹ của cô đi cùng con ạ. Mà cô rất chi là đau đớn, mua vé đi cùng với vợ chồng con rồi, nhưng cuối cùng là cô phải ở nhà. Hiện nay cô vẫn đang đau và tiêm vaccine. Con xin cha và cộng đồng cầu nguyện cho cô được khỏi bệnh. Mẹ cô đang ngồi ở dưới. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi, hai anh chị vào một cách nào, mọi người có người vào đây một chút.